Nhiều người chúng ta tự làm mình phiền não Đều là do ngay cái chỗ phan duyên mà tự làm mình phiền não Thí dụ như mình sống trong ngôi tam bảo hay là trong một công ty xí nghiệp gì Mình thấy tự nhiên cái người đó làm sao mà Họ phơ phớ gì, cái gì họ cũng được Người ta trọng dụng hết chứ Mình không được cái gì cả, không ai ngó ngàng đến mình hết Mình tùy duyên thôi mình cứ chân thật làm cái cương vị gì mà mình đang làm đó Nhiệt tình đi Phước duyên khi nó phát triển rồi Thì nó đưa đẩy mình từ 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 Tự nhiên người ta sẽ nhìn thấy mình Và trọng dụng mình Phải nhớ đó Khi nhớ được những chỗ này rồi Thì tức khắc mình không có soi bói cái chuyện của người ta Nghĩ rằng người ta được hơn mình mình tức mình đi soi bói chuyện của người ta nên mình học Phật mình phải nghe những chỗ này để nhắc nhở mình những đức thời gian đi tu hơn 10 năm nay thấy rằng mình có thể liền ngay chỗ này Thì cuộc đời đi tu của mình Rất là tự tại vậy. Hàng cư sĩ cũng vậy luôn Không có nhìn cái mà người ta được hơn mình Mà mình cứ trông mong cầu được giống người ta Nếu cầu mà được vậy thì tất cả những người đi lễ lại cầu đều được hết rồi quý vị nó đâu có cái chuyện mà rất nhiều người cầu nhưng được một cái người, thí dụ như chúng ta đi đến ngôi chùa đó, chúng ta cầu xin một trăm người, được hai ba người gì đó cầu được, những người cầu được thì tung tin lên cái nơi đó linh vô cùng linh, còn chín mươi mấy người cầu không được thì im hơi lặng tiếng đi về. Cái người mà cầu được hai ba người thì tung tin lên Một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng ngàn Nói rằng cái nơi đó linh lắm Nếu là nơi đó linh Như vậy thì một trăm người đi cầu nhất định là một trăm người Sẽ được hết, như vậy mới là linh Còn cái này một trăm người mà chỉ có hai ba người Cầu được thôi Vậy thì là do phước duyên trong mạng người ta mà được mà người ta đi cầu như vậy thì vô cùng là quán ủa Mấy vị suy nghĩ đi Nên hai chữ tùy duyên vô cùng là đặc biệt Cái này là một trăm phần trăm Lời chứ tổ dạy cũng như vậy Phải nhớ đó quý vị Mình nghe đạo phải là được sự nhắc nhở như vậy Để cái tâm mình nó bình định lại Gọi là tâm bình khí hòa Tâm nó bình lại quý vị Tâm mình không bình là tâm mình nó sẽ loạn Và nó sẽ phóng nháo nhào Mình là người tu hành Mình đi đến đâu mình cũng tập kết duyên Thí dụ như bây giờ cái cương vị của những đức Dù là quản chúng chùa Những đức đi đến ngôi chùa ai Những đức ở dài ba ngày Tự nhiên những đức sẽ luôn luôn nhìn nhận Cái kết duyên trong cái đại chúng đó Mình tập mình Làm như vậy để cái người đi theo Mình họ làm theo Đó gọi là giáo học trong nhà Phật đó quý vị rồi mình có huynh đệ gì quen biết Người ta đi đến nơi đó Người ta không biết mình phải chỉ dẫn người ta từng chút từng chút Chỉ dẫn người ta Biết lo lắng, biết chỉ dẫn mới là người đúng đắn Dù là người ta không thích nghe Nhưng mình cũng có cái tâm là mình muốn giúp người ta Thí dụ như quý vị coi chùa mình Cái số lượng người rất đông Ngày Chủ Nhật ta đến là Cộng Tu Người mà khéo léo tu phước thì quý vị coi Quý vị, vị sẽ tu phước được rất đặc biệt thù thắng Người ta có thể tạo ra một chương trình đông người như vậy Cả một vấn đề đâu có đơn giản Mình không biết nhìn nhận Vậy thì cuộc đời mình làm sao cầu tiến được quý vị Nói rằng tôi không cần cầu tiến Không phải bạn không cần Mà bạn không dám tự tin bạn bạn cũng muốn nhưng mà bạn không dám nghĩ đến luôn á. Nhưng nếu một con người mà như vậy thì cả cuộc đời bạn Dẫn chân một chỗ. Dù là chúng ta chưa có nhân viên làm nhưng chúng ta cũng phải gầy dựng cái duyên. Bất cứ một việc gì ai làm được đều là do từ nhân và quả. Mình là người khéo tu. Thấy người ta có duyên như vậy Mình ké duyên vào Thí dụ như bây giờ Chúng ta có nước rất ít Người ta có nguyên một luôn nước Thì tôi nước rất ít Nhưng tôi cũng có ké Cho một giọt nước này vào Cái hồ nước đó Để kết duyên Thí dụ như Hòa Thượng Ngày có nhân duyên Ngày xây cả cái bệnh viện lớn Chúng ta có được một đồng tiền Chúng ta gỡ cho Hòa Thượng Hòa Thượng có phước duyên xây bệnh viện Xây chùa cao Phật lớn Con xin cúng dường Tam Bảo một cắt bạc này Cho Tam Bảo Hòa Thượng mua dùm con một cục gạch Để vào trong cái bệnh viện đó trong bệnh viện này dù là hàng vạn cục gạch nhưng cũng không thể nào bỏ ra một cục gạch không thể nào bỏ ra một cục gạch quý vị phải nhớ Vì vậy thì dù là mình để vô một cục gạch nó cũng cùng chung với hàng vạn cục gạch đó gọi là kết duyên cái người tu duyên tu phước là do cái tâm này nè quý vị mình nghèo mình cũng chăn thật cúng Theo cái tâm nghèo của mình Tuy là Mình nghèo nhưng cái tâm mình nó không nghèo Vì nó phát đại tâm mà Cảm thấy tỳ hỷ Khi Hòa Thượng xây bệnh viện Xây chùa cao Phật lớp Chúng ta tỳ hỷ Rồi chúng ta có một cục gạch Chúng ta xin có ké Vậy thì tâm này đâu phải nhỏ đâu quý vị Người biết tu phước Thì vô cùng thù thắng Người không biết tu phước Thì cả đời quý vị cũng không tạo được phước nữa Đó gọi là khéo tu hay không khéo tu đó Nên mình đi đến nơi đâu Người xưa nói một câu Đi một ngày đàn học một sàn khốn Mình có học được sàn khôn hay không? Cái người ta ở dưới quê á tuy mình nhìn thấy người ta quê mùa nhưng mà vì cái tâm chân chắc thật thà đó nên người ta được nhiều người thương yêu lắm người ta đi đến đâu là người ta thấy ai làm không kịp người ta cứ nhào vào người ta phụ à không hiểu thì hỏi vậy thì mình mới là người khéo sống còn tu thì gọi là khéo tu đâu phải là mình đi đến nơi đó mình nghĩ rằng tôi làm khách mình nếu mình nói mình làm khách Vậy thì bản thân mình không khéo tu Mình phải làm sao Mình hòa nhập được Với cái nơi đó Vậy thì cái nhân duyên có khi Nó vô cùng vậy ở nơi đó Cuộc đời xin thưa quý vị Nó cũng có lúc này lúc khác Nó có những lúc nó cũng trao đảo mình chứ Dù nó đảo Mình đi đâu mình cũng ở nơi đó được Vì sao? Vì mình đi đến đâu mình cũng Kết duyên được ở nơi đó nên Đại Lão Hòa à, Thượng Tịnh Không Ngài giảng thiết Ngài nói một câu rằng Ngài đi đến một ngôi tam bảo nào Thì Ngài lễ ba lại ở ngôi tam bảo đó Một lại Là nguyện kết nhân duyên với ngôi tam bảo ở đây Một lại Là nguyện kết nhân duyên với vị chủ gì ở đây Một lại là nguyện kết nhân duyên với đồ chúng ở đây để một ngày nào tôi đi đến đây tôi có duyên với ở nơi này một vị đại pháp sư còn có cái tâm như vậy chúng ta tuy là nghe đạo nhưng mà có khi những câu này mình không nghe là sao chúng ta đừng bao giờ nghĩ những việc bình thường mà mình không chú ý cái bình thường người ta làm mình còn chưa làm được như vậy thì mình nên nhận thức nên người xưa mới nói một câu là Chọn một người mình đi theo Quan trọng lắm quý vị Rất quan trọng Nếu như mình tùy tiện đi theo một con người Không hiểu biết Vì thì bản thân của mình cũng là không hiểu biết Nói rằng mình là quê mùa không biết gì Cái quê mùa không phải là một cái tội Mà bạn nghĩ rằng bạn quê mùa Rồi bạn rụt rè bạn không hỏi Đây mới là cái tội của bạn Mình là người quê mùa chân chắc mình không biết thì hỏi như những đức đi đâu những đức cứ hỏi người ta thôi cái gì không biết thì hỏi thí dụ như bây giờ mình đi đến một nơi nào đó mình không biết nhà người đó dưới cái mũi mình là cái miệng cái miệng là cái đường đi chúng ta dùng cái miệng để hỏi đường thì đi đâu mà không tớt được hả quý vị sợ cái miệng này mình ngậm lại mình không chịu hỏi thì mình chịu chết phải nhớ nên con người ta sinh ra đời được có cái miệng Cái gì không hiểu thì hỏi Còn bây giờ mình nghe đạo mình biết tu rồi Bất cứ nhân viên gì mình cũng tùy duyên hết Vậy thì quý vị tu vô cùng đặc biệt Khi duyên đến tự nó sẽ đến Đừng nên làm cái chuyện phan duyên Thì Hòa Thượng Tịnh Không này nói Thiệt là đáng thương Họ đã có rồi mà họ đi tranh giành Họ đi tranh giành được Họ lại nói rằng nhờ họ tranh giành mà được Nên mới nói là kẻ đáng thương Nên chúng ta nghe đạo nên giữ cái tâm bình lại Khi đọc công đoạn mà Tổ sư nhắc nhở về tính nguyện Quý vị nghe đó Niệm Phật phải gầy dựng ngay cái tính nguyện cho chắc chắn dù là gặp cảnh ngộ khổ đau cỡ nào mất mát sạch Về vật chất của cải danh tiếng Nhưng cái nguyện cầu sanh không bao giờ thối chuyện Vậy mới gọi là nguyện tha thiết Đại sư Ngẫu Ích là tổ thứ 9 của tình độ tâm Ngài nói Người niệm Phật được giảng sanh hay không Là do có tính nguyện hay không Nếu như lòng tin và nguyện của mình tin không kiên cố nguyện không tha thiết vậy dù bạn có niệm phật nhiều bạn cũng không được giảng sanh phải nhớ những bài học tập này có nửa tiếng đó quý vị à nhưng nó trọng lượng rất là lớn có khi những ngày chủ nhật hôm qua những đức nói chuyện rất nhiều sáng hôm nay có khi cái tiếng những đức nó muốn khao khao nhưng mà những đức cũng nói chuyện với vị nửa tiếng để nhắc mình và nhắc người khác nó rất mong rằng mỗi một người chúng ta nghe đạo Đi đến đâu cũng học được một chút Để cuộc sống của mình thấy rằng Phật Pháp Có một nền giáo dục rất đặc biệt Rồi lấy từ chỗ đó Mà mình phiên Và giúp đỡ những người người ta không hiểu Vậy thì mình mới là đệ tử của Phật Đà Vì Đức Thế Tôn 49 năm không gián đoạn cái việc thiết pháp Dùng giáo dục để mà hướng dẫn người Chúng ta là đệ tử của Phật cũng nên chân thật Có được một chút gì thì chia sẻ một chút nấy cho mọi người Vậy thì được rồi quý vị Nhớ nghe quý vị Chứ đừng có nói mà Mình bây giờ mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc Gặp cái việc chồng vợ hay con gì Dở ngại một chút Chúng ta chán quá Không muốn tu nữa Hoặc là bây giờ mình đang tu mỗi ngày Cuộc sống ổn định Vì một hay việc mà tâm tư bất thường chút Bắt đầu là thói tâm không muốn tu nữa Vậy làm sao nói gọi là tính nguyện niệm Phật Để cầu sanh cực lạc hả quý vị Không thể nào mà tu được Đó anh nào tối như Đức nói chuyện với một số các cô như Đức nói một câu Mình tu hành Mình cũng tập chỗ kiên nhẫn khi gặp gì khó khăn mà không lùi bước dài ba năm khó khăn đó có khi mình thấy rằng sau tu hành sao thấy cũng đâu có vui gì đâu ta nhưng mà nhờ dài ba năm khó khăn cực nhọc đó mà nó rèn cho chúng ta được một cái nhẫn từ khó khăn Đúng không? khó khăn mà nhẫn được Vậy thì con người này Mới tiến bước trên đường tu chứ quý vị Nó không có việc thành công nào Mà nó không gặp Một số điều khó khăn hết chứ Phải nhớ đó Nên đoạn này thổ sư nhắc mình Ví như có vòng sắt nóng Đỏ Xây vằn trên đầu Ta cũng không vì sự khổ ấy Mà thối thắt chí Vãng sạch Chúng ta ví dụ như Một cái dòng sắt Chúng ta nung trong lửa Dòng sắt mà nung trong lửa Vì coi Một số nơi mà người ta rèn Lò rèn nó rèn đó Sắt người ta nung trong lửa Nó đỏ lên hết Vậy mà lấy cái dòng sắt lửa này Trồng lên đầu chúng ta Tổ nói Gặp khó khăn, gặp khổ như vậy vẫn là không thối cái tâm cầu sanh cực lạc phải nhớ sống ở cõi đời này xin thưa quý vị chúng ta mấy chục năm cái bản thân này Nếu như không biết tu thì mỗi ngày cứ bổ túc nó suốt như vậy Tuy là nói niệm Phật giảng sanh Nhưng có khi chúng ta chạy theo cái việc mà nó không cần thiết nào là danh nào là lợ nhưng mà nói rằng là mỗi ngày niệm phật giảng sanh nó không đâu có thật đâu quý vị không có thật những đức nói rằng chúng ta là người thật sự niệm phật cầu sanh cực lạc đối với người niệm phật giảng sanh thì dù quý vị là người xuất gia hay hàng cư sĩ gì cái việc niệm Phật giảng sanh này Nó không có cái việc Dính dáng hay sức gia hay cư sĩ Mà là do cái tâm niệm quý vị Khi nghe đạo rồi Nhìn nhận Cái lời Phật dạy Ta bà khổ Khổ không thể nào nói hết Bây giờ mình sống ở cõi đời này mình thấy Mỗi một người, một cái hoàn cảnh ở cõi đời này Mỗi người đều có cái khổ mà Phật nói là khổ không thể nào nói hết Nên Ngài mới chỉ mình Cực lạc vui Vui chẳng thể nghĩ bà Từ nơi đó mà cho mình Một phương hướng chọn lựa Nên hàng cư sĩ hay là sức gia Đều có thể niệm Phật giảng sanh Chỗ quan trọng là cái tâm Niệm Phật giảng sanh của quý vị như thế nào? Mỗi ngày nó tiến hay là càng tu nó lùi? Có những người nói rằng Tôi phải xuất gia Tôi phải thọ đại giới niệm Phật giảng sanh Phẩm vị mới cao Đâu có phải quý vị. vì Thì phải nhớ Đại lão và thượng tịnh không Khi ngài xuất gia thì thầy của ngài chỉ dạy rằng thành tâm lễ lại sám hối. Đến khi nhân duyên đến lúc xuất gia sẽ có người đến mờ thỉnh xuất gia. nhân viên xuất gia của hòa thượng là hình như được mờ chín lần lần cuối cùng chính người thầy xuất gia đích thân đến thì lúc đó hòa thượng nói nhân viên đến lúc mà gọi là hoàn toàn đủ duyên không có phan gì chúng ta phải tin định lực nhân quả chứ Duyên của mình là người xuất gia Thì cỡ nào cũng là xuất gia Duyên của mình làm cư sĩ Thì cỡ nào cũng làm cư sĩ Cái quan trọng nhất là Cái tâm chúng ta có xuất gia hay không nè Chứ không phải chúng ta đi cạo đầu là người xuất gia Nhưng cái tâm của mình Thì mỗi ngày rong ruổi theo danh lợ Vậy thì dù là mình có mang hình tướng Của người xuất gia Nhưng thật sự tâm đâu có sức chỉ có cái tướng sức mà tâm không sức Vậy đâu phải là người xuất gia Còn người ta là hàng cư sĩ Nhưng tâm người ta lại xuất gia Đây mới là người xuất gia chân chắc Phải nhớ Mình tuy là xuất gia Nhưng mỗi ngày tham sân si nặng nề Làm những việc sai quấy Vậy chúng ta không phải là người xuất gia chân chắc Còn người ta là hàng cư sĩ Tuy làm lụng cực khổ Vậy mà ta biết cầm tiền để đi tu phước Biết bố thí cúng dường Đó mới gọi là buông xuống Người ta buông ra Còn mình thì lụm vào để đem cắt Vậy thì mình Không phải là người xuất gia chân chánh Phải nhớ Từ nơi đó Đại Lão Hòa Thượng là được mời thỉnh xuất gia Bây giờ chúng ta nói rằng Hòa thượng á Người không phải người tầm thường Nên Ngài mới như vậy Bất cứ người nào Về nhân quả cũng là Giống hệt với nhau quý vị Đến thế gian này Chúng ta gieo nhân gì Thì gặp vả báo nấy Bất cứ người nào cũng Đi đến thế gian này Là đều lãnh chịu Cái nhân và cái quả Nên mình phải tin nhân quả cũng như là cái mắt cầu thang vậy đó nó từng cấp từng cấp từng cấp từng cấp nó đã sẵn hết bây giờ chúng ta nghe đạo là chúng ta phát huy từ cái tâm mình thôi còn cái nhân duyên thì nó đã có sẵn mình nghe đạo thì mình tu tập từ cái tâm mà phát thì cảnh duyên của mình nó thay đổi là từ cái tâm nghe đạo hiểu phát cái tâm tu phải nhớ Chứ không phải là mình chi cầu Những cái mà chưa đến với mình Thì trong nhà Phật nói đây là bạn phan duyên Mà phan duyên Thì bạn không phải là người tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc đâu Những đức nghe Pháp của Đại Lão Hòa Thượng Một số việc những đức làm Thấy rằng có cảm ứng Chút xíu thôi quý vị Thí dụ như nghe Pháp của Hòa Thượng đến công đoạn đó những đức khi đi vào trong chùa hình như là bốn năm ở trong chùa trên đà lạt xuất gia là do vị thầy sắp xếp hoàn toàn kêu cũng mấy lần xuất gia là do tự vị thầy thỉnh mờ hòa thượng đến xuất gia những đức nhớ vị thầy nói một câu Chú coi chúng trong chùa Thôi hiện tướng xuất gia đi Để mà mình sắp xếp cho ngôi tam bảo tiện bề Kêu mấy lần như vậy Thì những đức thấy Nhân duyên Thì mình cũng ở trong chùa thì xuất gia Đến sau này Thời gian từ xuất gia cho đến khi thọ giới Thời gian cũng rất là dài quý vị Hình như thọ giới cũng hoàn toàn Đều là sự sắp xếp Nhận đức cũng không nghĩ đến chỗ đó Vì suy nghĩ rằng Bản thân của mình Có giữ giới được hay không Mà đi thọ Thôi tùy duyên đi Từ nào đó Tất cả nhân viên nó đều tùy duyên hết Những đức thấy rằng trên con đường tu Đều có sự sắp xếp hoàn toàn Không có đi chi cầu cái mà chưa đến Đều cố gắng niệm Phật cho tốt Đây gọi là tùy duyên Nếu như quý vị có thể trong con đường tu mà tùy duyên được Thì cuộc đời tu hành quý vị rất tự tại Nhớ Chư Tổ sư đã nói một câu Tùy duyên tiêu nghiệp chướng Phan duyên chuốt tay ương Sống ở cõi đời này, được thương cũng là tùy duyên, không dính mắt Bị ghét cũng tùy duyên, không buồn phiền. Mình là người niệm Phật, chấp gì có vật hiệu, niệm đến cùng. Dù là xuất gia hàng cư sĩ gì, chúng ta cũng như vậy. Thí dụ như người ta được rất nhiều người thương yêu, người này dính mắt người này cũng khổ à dính mắt thì bây giờ được thương mai mốt người ta cũng bỏ rơi mình hết thôi còn mình thì không ai thương mình mà ai cũng ghét mình mình cũng không buồn phiền vì sao vì mình tin nhân quả mình tin nhân quả mà phải nhớ từ nơi đó mà tất cả những hàng cư sĩ không phải nói mình muốn làm cư sĩ hoặc là mình nói mình muốn làm người xuất gia không phải không phải muốn hay không muốn mà là chúng ta cứ để nó tự nhiên đi, ừ, tự nhiên đi. Chỉ cần trong tâm của mình có cái tâm tu giải thoát thì tùy duyên đi quý vị. Tùy duyên tiêu nghiệp chướng mà. Mình cứ tùy duyên đi như vậy thì đặc biệt cái câu tùy duyên này hay lắm quý vị. Tùy duyên không phải là chúng ta không cố gắng, chúng ta đối với tất cả công việc. Làm việc gì mọi người Chúng ta vô cùng là nhiệt tình Niệm niệm gì người Nhưng cái được và cái mắt Thì còn là nhân duyên của ta và chúng sanh Nên dùng câu tùy duyên Là không phải cái việc được Thì dính mắt Mà không được thì buồn phiền Vậy thì chúng ta phan duyên Nhớ Những đức thấy rằng những đức đi tu hoàn toàn là được sắp xếp Lạ lắm Trên kia 5 năm, những đức chưa từng biết chùa hộ pháp ở đây nhân viên tự nhiên đưa đi xuống dưới đây mình nghĩ rằng thôi bây giờ đi tu đưa đi đâu cũng phải tu thôi có bao giờ nghĩ rằng đi xuống đây quản chúng thì nhân viên tự nhiên thì tiếp tục quản chúng nữa rồi đến khi thọ giới tự nhiên sắp xếp hết rồi ai nghĩ rằng mình có thể sắp xếp một đạo tràng niệm phật bên đại tùng lắm tự nhiên nhân viên đến thì chăng thật làm niệm niệm gì chúng sanh bây giờ cũng hình thành một đạo tràng niệm phật bên đại tùng lắm bởi vị tin rõ ràng không nên chúng ta là tu hành là bị giọng cảnh lôi kéo phan duyên nên mình là người tu hành phải nhớ khi mình lỡ phan duyên rồi thì mình nghe đạo mình phải nghiêm túc quay cái tâm lại Đừng nên phan duyên nữa Phan duyên không phải là phan duyên Vì bạn đã có duyên như vậy Nên bạn mới được như vậy Mà bạn đi chi cầu sớm Nên nó trở thành phan duyên Nên mới nói là phan duyên không phải phan duyên Tại vì bạn đã có cái duyên như vậy Bạn mới được như vậy Nhưng bạn đi cầu sinh là phan duyên bạn nhớ, thí dụ như bây giờ bạn có một cái nhà rồi, nhưng mà bạn chưa đến lúc là được hưởng cái nhà, bạn đi cầu xin được cái nhà, nghĩ rằng là nhờ chúng ta cầu xin mà được cái nhà, nhưng thật sự không phải là do vì nhân duyên của chúng ta Phước duyên của chúng ta có cái nhà Nên chúng ta đi cầu xin mới có cái nhà Phải nhớ đó Nên trong nhà Phật Tổ sư nói rằng Thiệt là quan uổng cho những người đi phan duyên Họ tưởng nó họ nói khéo được Họ tưởng nó họ đi cầu xin được không phải Mà điều trong mạng họ có nên mới đi cầu xin mới được phải nhớ nhớ được như vậy thì cuộc đời chúng ta sống ở cõi đời này đặc biệt lắm quý vị rất là đặc biệt như thế nào chúng ta cũng tùy duyên nhớ cái câu tùy duyên tiêu nghiệp chướng Hàng cư sĩ ngoài đời cũng vậy. Thí dụ như chúng ta coi câu chuyện nghịch duyên quý vị. Người ta tu trong cái nghịch duyên thành tựu vô cùng đặc biệt. Còn mình thì luôn luôn đi tùy duyên nên nó gặp bao nhiêu sự khó khăn như vậy. Và nhớ, nên qua những cái bài học tập này nè, nói về tính nguyện để mà nhắc nhở chúng ta quý vị Để nhắc nhở chúng ta Cái người mà niệm Phật không có hương vị Là người này không có tính tâm Thí dụ như cái tâm của họ hướng về cái gì khác mạnh Thì làm sao cái việc tu hành của họ Nó có thể mạnh được quý vị Tại vì cái tâm của họ hướng về chỗ khác Thí dụ như người tu trong chùa Mà họ không còn cái hương vị tu trong chùa nữa Là do vì cái tâm họ hướng về cái gì khác á Quý vị để ý thì biết liền à. Thí dụ như một đứa con nít Nó hướng đến mẹ nó Mẹ nó chỉ cần mà buông nó ra một chút thôi là nó khóc Hòa lên liền Nó hướng đến mẹ nó Hướng đến mẹ nó mạnh nhất Thì cái cảnh bên đây có đẹp cỡ nào Thì nó cũng không cần Nó chỉ hướng đến mẹ nó thôi Thì bây giờ mình là người niệm ai với Đạo Phật Mình phải bổ túc cái lúc còn sống này Đối với Đức Phật A Di Đà Đối với thế giới cực lạc cho kiên cố Đoạn này chư tổ nói rằng Có những vị tu hành Khi cận tử nghiệp Mà trong 13 vị tổ sư của tịnh Độ Tông Có một vị đó, Là khi cận tử nghiệp của Ngài Thì chư thiên cõi chờ Cầm chàng phan bảo cái Hương hoa đến thì rước Ngài Thì Ngài nói một câu rằng Mỗi ngày tôi niệm Di Đà Tịnh Độ Là phát nguyện cầu sanh về quốc độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà Chớ tôi không có phát nguyện Sanh gì cõi chờ Xin các ngài tròn tâm nguyện cho tôi Thì đoạn này tổ sư thứ 12 của tịnh Độ Tông Ngài nêu lên rằng Lâm chung là tứ đại rã rờ Nếu không bổ túc tính nguyện những lúc bình sanh này Làm sao lúc đó mà chúng ta có thể phân biệt rõ ràng như vậy quý vị Người bình thường cảnh chư thiên xuất hiện là cảnh thiện mà Mừng rỡ vô cùng đi theo liền Chứ làm gì có cái việc nói lên rằng Mỗi ngày niệm Di Đà tịnh độ Là phát nguyện cầu sanh về quốc độ an lạc của Di Đà Chứ không phải cầu sanh thiên Có nghĩa là họ rất rõ ràng phân biệt luôn Thì cảnh chư thiên biến mất Di Đà quan âm thế chí hàng thánh chúng xuất hiện liền đây là văn tự như đức đọc rõ ràng luôn đó mà cũng đã từng học qua cho quý vị nghe rồi đó sợ bị quên từ nơi đó mà đoạn văn này tổ sư thứ 12 của tịnh độ tông phiên mình muốn đạt như vậy thì mỗi ngày phải nuôi tính nguyện cho chắc chắn nên đại sư ngẫu ích ngày nói rằng là niệm phật được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không, không tính và nguyện này vô cùng quan trọng nên có những người nói rằng là những văn tự mà mỗi ngày đọc gì sao nghe nó không thích bằng ngày xưa thầy giảng bình thường bình thường những đức nói đọc cái này giảng mới quan trọng tại vì sao đây là mình dẫn dắt văn tự của chư tổ có tu có hành có chức thì quý vị phải làm sao cảm giác được phật pháp pháp môn tịnh độ này rồi quý vị nghe văn tự này thì thích đặc biệt lắm mà lòng tin mình nó kiên cố hơn là những đức nói chung chung mà không đọc văn tự này tổ sư đã dạy mà thực nhi bất tác tính nhi hiếu cổ có nghĩa là mình không có khả năng sáng tác mình chỉ có đọc lời dạy của cổ nhân thôi thì chắc chắn nên khi đức phật sắp sửa nhập niết bàn thì tôn giả a nan thỉnh hỏi đức phật sau này khi đức phật nhập niết bàn khi chúng con kết tập kinh giáo của ngài câu đầu tiên phải lấy câu gì thì đức phật chỉ dạy Tất cả đầu kinh đều dùng câu Như thị ngã văn Tôi nghe như vậy Ý muốn nói rằng Tất cả những gì tôi nói hôm nay Đều là Đức Thế Tôn Đã nói qua và truyền lại Lấy từ cái đức của Đức Phật Mà để chúng ta hành đạo Bây giờ chúng ta đọc lời của Tổ Để mà hướng theo tu hành dù là tổ sư đã nhập diệt thời gian dài Nhưng mà những văn tự này lưu truyền cho hậu thế Chúng ta cứ chân thật y giáo học theo Thì chắc chắn có kết quả rất là lớn Phải nhớ Nên người mà khi đọc lời dạy của chư tổ sư Mà quý vị có cảm giác Là quý vị phải chân thật có lòng tin Và quý vị phải có một cái hành trì Như vậy thì nó mới có thể phù hợp vào lời dạy của tổ khi đọc văn tự của tổ là tức khắc quý vị có cảm giác đặc biệt mà khi đọc văn tự của tổ quý vị thấy có một cái trí tuệ phát sinh lạ thường lắm còn cái người mà không hành trì họ nghe những văn tự của tổ sư hoặc là họ đọc kinh họ nhạt nhẽo lắm không có cảm giác thí dụ như bây giờ một người đang ở trong chùa tu như vậy mà họ đang bây giờ muốn hướng về ngoài đời muốn đi chơi vậy thì sao cái tâm của họ tu được không quý vị những con người này mà họ ra khỏi chùa Vậy thì quý vị không cần phải suy nghĩ đến Mà quý vị phải nhận thức rằng Họ đã dạy cho mình Một bài học tu thì phải nhận thức Được Phật Pháp, Pháp Còn họ không nhận thức được Phật Pháp, Pháp Làm sao họ tu được Thí dụ như có hai bé nhỏ Nó đang tu bình thường trong chùa Vậy trung thu xong Cái bắt đầu trong lòng của nó là nó nói Trời ơi tu gì đâu mà không được đi chơi gì chứ Thôi chạy về nhà đi chơi Vậy quý vị nói gì nữa giờ <laughs> Quý vị coi thấy tự tắc đạt đa Cung vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh Mà tự hiện ta buông xuống sạch sành xanh hết chứ Còn bây giờ ở cõi đời này Mình đi chơi cái gì ở Cái cõi đời ngoài đời đi chơi cái gì bây giờ Giống như con thiêu thân Nó nó lủi đầu vào trong lửa Đi chơi cái gì cõi đời này Quý vị coi như giờ thành thị đi chăng nữa Mà quý vị coi đường phố Vui cái gì mà vui Chạy xe ra đường hít khói đó, chứ vui gì Thế vị coi Nó ở trong ngôi tam bảo gì Mình nhận thức kỹ nó còn có nhân sinh Có một hoàn cảnh Nhưng mà do con người mình nó lao theo trần cảnh Cả có những người người ta lớn đi Người ta đã từng trải rồi Ngày xưa ngoài đời Có chồng hoặc có vợ hoặc là có bồ bịch gì đó Đã trải qua rồi đó Vậy mà tu vài năm Cái tâm nó còn muốn rong rủi Là vì họ không đặt cái vào cái tính nguyện Không có nhận thức được Phật Pháp là cái lợi ích lớn Thí dụ như bây giờ người ngoài đời quý vị đang có vợ có chồng đi Nếu như quý vị không gặp Phật Pháp cả đời quý vị lo cho một gia đình Rồi đến khi quý vị già chết đi Quý vị coi cả cuộc đời mình tích lũy cái gì Còn bây giờ mình ở trong đạo đi Bây giờ mình mỗi ngày giống như mình không có được vui chơi Hoặc là trò chơi gì của thế gian Nhưng mà mình được nhận thức cái gì Là cái cuộc sống làm người mình làm một số việc lợi ích cho nhân sinh Bao nhiêu trăm người già mình đang lo thì một đời cũng là một đời Người nào cũng là một đời Nhưng mà mình một đời nó lại Có phương hướng tiến thẳng đến thế giới cực lạc Được giải thoát Còn nếu như mình ở ngoài đời Tí là mỗi ngày Mình muốn đi chơi đâu thì đi Còn có tiền muốn ăn gì thì ăn Rồi muốn chơi với bạn bè nào thì chơi Nhìn thì thấy như vậy Nhưng mà nó càng ngày nó càng đi vào con đường cục Bây giờ bao nhiêu người già bị nhìn đi Nên á Chứ tổ sư mới dạy mình là nhận thức Phật Pháp không? Mình phải nhận thức Phật Pháp Thì lúc đó mình mới phát tâm được Còn mình không nhận thức được Phật Pháp Vậy làm sao mình phát tâm mình tu được Có những người người ta đi vô chùa Người ta tu chừng vài tháng người Ta xác diện nó sáng vô cùng Còn có những người tu 3-4 năm Bắt đầu tự nhiên nó tối lại Vì cái tâm của nó Nó hướng về cái cuộc chơi gì đó Bắt đầu là dưới ở đây là hai cái nó đối chọi nha Và tự nhiên nó tự mình phản mình rồi bắt đầu là nó quay ngược lại tự nhiên họ nhẹ nhẽo với phật pháp không còn cảm giác gì với phật pháp chứ. đó nên cái việc mà tu hành mà quý vị có thể mà mà càng ngày càng thích phật pháp đây là cái nhận thức sâu sắc nên phật mới dạy mình tư duy phật pháp phải tư duy cái việc mỗi ngày mình làm á thí dụ như giờ trong chùa mình đi mỗi ngày họ phục vụ chúng sanh mỗi tháng không cần xẹo tay xin tiền gì vậy chứ? người thế gian nói rằng Trò ơi làm gì không có được cái gì, thấy không có cái gì. nếu mà họ nhận thức được họ thấy coi có nhiều người già cha mẹ họ cuối cuộc đời có cái gì? sinh ba bốn đứa con nuôi không lớn, rồi cứ vợ gả chồng cho con, rồi chia củ cải cho con, tới già ngồi hiu hắt, trong đứa con này trong đứa con nọ trong đứa con kia có khi nó không đến thăm, có khi nuôi nó cũng không nuôi luôn. Quý vị suy nghĩ nó được cái gì Nếu như người thế gian mà nhìn ra được Thì cũng thấy nữa Cũng giác ngộ nữa Chứ đừng nói chi người trong chùa Mà người trong chùa không chịu để ý Không nhận thức cái cuộc đời vô thường Thì họ cũng là người bỏ đạo Tiếp tục nữa Gặp rồi vẫn bỏ Nghe không có hương vị gì Vì sao? Vì nó có hành trì đâu có hương vị Nếu như quý vị mỗi ngày mà niệm Phật Thật lòng có tâm giải thoát Thì nghe những chỗ này quý vị thích lắm còn nếu như quý vị phân vân hoặc là quý vị không có cảm giác cái việc giải thoát, vậy nghe gì làm sao có có cái cảm giác được. Không hành trì sao nghe gì được hả quý vị? Những điều này người ta nói hoàn toàn người ta khuyên mình tu hành giải thoát. Không có nói dòng do gì cái chuyện này chuyện kia gì ở thế gian này. Mà người ta nhắc nhở mình là phải nhìn thấu, nhận thức Phật Pháp. Và những cái việc này mình tu học là bồi dưỡng thiện căn phước đức nhân viên. Rồi mỗi ngày niệm Phật là cái việc của mình người ta phiên cố gắng niệm Phật. Trời ơi, có tâm giảng sanh mà Nghe gì mà nó nghe không vô nổi Là do gì? Không hành trì Đọc lời dạy chư tổ sư rất rõ ràng quý vị không? Nghe rõ chưa? Đọc lại cho quý vị nghe nè Lòng tin sâu chí nguyện thiết ấy gọi là trọng tâm Trọng tâm là tính nguyện là trọng tâm Niệm Phật tính nguyện vững chắc là trọng tâm Nhớ nha Đây là trọng tâm đó nha quý vị Tổ dạy đó Dùng tâm này mà niệm Phật Thì tịnh nghiệp mạnh Và lăng lăng thành thục Đó Có nghĩa là dùng cái trọng tâm tính nguyện này để niệm Phật Thì tịnh nghiệp mạnh Lăng lăng thành thục Quý vị tại sao niệm Phật mà nó không phát lên Tịnh nghiệp Mà nó phát lên cái Cái tạp nghiệp không à Là do cái tâm mình nó hướng ra tạp nghiệp mà hiện tại dù mình có vọng tưởng nhiều cỡ nào quý vị chỉ cần hướng vào tịnh nghiệp quý vị chỉ cần chân thật hướng vào tịnh nghiệp thì tức khắc tịnh nghiệp mạnh nhưng nếu quý vị niệm phật mà hướng ra tạp nghiệp thì tạp nghiệp mạnh nó đem có phật hiểu vị niệm quý vị chủ vào tạp nghiệp thí dụ như có những người trong chùa quý vị cũng niệm phật nhưng mà quý vị hướng ra tạp nghiệp tạp nghiệp nó mạnh thì tạp nghiệp nó phát triển mạnh mạnh lên còn bây giờ mình niệm phật mình hướng nội hay là hướng vào tịnh nghiệp thì dù có tạp nghiệp nó phát triển cỡ nào Nó cũng tức khắc biến mất Tổ sư nhắc mình đó Lấy cái lòng tin Và nguyện thiết để làm trọng tâm Thì tu Dùng tâm này mà niệm Phật Thì tịnh nghiệp mạnh và lăng lăng thành thục Khi nghiệp thanh tịnh Cực lạc thành thục Tất duyên nhiễm ta bà Phải dứt Thấy chưa đó. Cái tâm mà cầu sanh cực lạc nó mạnh vô cùng Thì cái cái việc mà nhiễm ta bà tức khắc dứt giống như những đức nói rằng quý vị hướng đến mẹ mạnh vô cùng vậy thì dù là cái cảnh xung quanh có đẹp cỡ nào đứa con này vẫn hướng đến mẹ Đó. còn bây giờ quý vị chăng thật hướng đến phật mạnh vô cùng vậy thì tất cả cái cảnh viên ta bà này mà tổ sư nói rằng dù là cõi trời xuất hiện bao nhiêu cái dục lạc để mà lôi kéo quý vị đi chăng nữa quý vị cũng không bị mầm móng luôn nữa. Tại vì sao? Vì cái tâm hướng đến tịnh nghiệp nó mạnh quá Thì tạm nghiệp tức khắc Nó không có còn Cái tác hại đến với vị liền Tại sao có những người tu trong chùa Tự nhiên chạy ở bên ngoài Mà bên ngoài có gì đâu quý vị biết Những đứa sống trên thành phố 11 năm nè Thấy rõ ràng luôn Mỗi ngày mình là nó cứ là như con thiêu thân Rất rõ ràng bây giờ tu mới thấy được Như con thiêu thân nó cứ là tay làm hàm nhai Nó làm quằn quất mỗi ngày Trời sống ở nơi đô thị nó càng cực khổ làm việc thôi đừng có nói nữa có khi cả ngày làm việc chiều bận lên bộ đồ sang trọng lắm nói vị coi cả ngày làm việc rồi chiều đi múa rìu ở mắt thợ một chút sạch nhách hết trơn cả đời mà như vậy thì cuối cùng mình được cái gì đây quý vị vậy mà tại sao mình hướng ở ngoài tại vì nó hướng đến tạp nghiệp bây giờ quý vị nhìn những con người mà như vậy mình cũng có thể trong đạo mình tu hành mình có kinh nghiệm nè mình nhìn những con người mà họ mà không tu nữa Tự nhiên quý vị coi họ làm sao Mình nhìn từ họ Không phải là mình trách họ Mà mình nhìn họ để mình có kinh nghiệm Mình có kinh nghiệm Tại sao người này tu mà đi như vậy Họ hướng ra tạp nghiệp mà sao không đi Phải chi họ hướng về tịnh nghiệp Thì họ cố gắng dù là khó khăn cỡ nào Họ cũng không thấy khó khăn hết Bây giờ thí dụ như Những đứa có một hương vị một chút ở Trong niệm Phật này nè dù cho cái chúng này đông cỡ nào những đứa có lo cực cỡ nào ngày chủ nhật thôi nó tối ngày luôn việc này việc kia vậy mà nó không có thấy rằng là mình chán nản cái việc mà mỗi ngày mình làm gì bởi vì coi những đứa chia sẻ vào pháp có khi những đứa ho quá trời luôn vì nói chuyện nhiều cứ cổ nó rác có khi nó ho vài tiếng vậy mà bởi vị coi những đứa có chán nản đâu vì sao vì hướng đến tịnh nghiệp mạnh quá vậy thì những cái điều mà mình chán nản kia nó không có chán nản mình thấy được cái nhân cái quả thì tự nhiên cái lòng tâm tu hành của mình kiên cố à hiểu không tấm lòng của mình nó kiên cố vì cái sự tu hành đó phải nhớ đó nên đây là những đoạn mà tổ sư nhắc nhở rất rõ ràng luôn cảnh tịnh độ cùng đức di đà đã chẳng hiện tiền nghe không cũng không thể được có nghĩa là lúc mà cái tính nguyện nó mạnh rồi Dù cho quý vị muốn Cái cảnh tức Phật A Di Đà không xuất hiện cũng không được Còn nếu như mỗi ngày quý vị nhạt nhẽo không có tính nguyện gì Thì cuối cuộc đời quý vị chắc chắn là cái cảnh nào mạnh nhất là kéo quý vị đi Chắc chắn luôn Những đoạn này rất là hay quý vị à Nhưng tính nguyện sâu thiết ấy lúc bình Thờ phải rèn luyện cho thành khi lâm chung mới khỏi lạc vào nẻo khác như cổ đức lúc sắp mạng chung chư thiên ở sáu khỏi giờ chổi nhạc cầm chàng phan kế tiếp đến nước mà vẫn cố từ một lòng chờ phật đợi khi phật hiện đến mới chịu đi lâm chung là cảnh tứ đại sắp phân tán chư thiên đến nước là cảnh tốt đẹp tuyệt vời nếu bình thờ tâm tính nguyện chưa được mười phần vững chắc thì khi lâm chung gặp phải cảnh ấy Làm sao tự chủ được Đều nhắc ngay cái tính nguyện Mà con người mà kêu phát tính nguyện rồi Con người này cái tâm kiên cố lắm quý vị Như là Sắt đá gì nó kiên cố như vậy đó quý vị Phải nhớ đó Từ nào đó mà mình phải luyện ngay cái tính nguyện này Những đức thường nhắc á cái cảnh đời mà quý vị muốn cắt một căn nhà mà những đức biết nè có những người nè Trời ơi, cả đời của người ta mà Cực khổ chạy xích lô chạy xe ôm Giác bao làm bao nhiêu việc Mà người ta còn quyết chí Người ta để dành tiền người ta cắt một căn nhà Cắt một căn nhà ở chưa được bao lâu là người ta chết đi Vậy mà người ta còn quyết tâm người ta cắt một căn nhà Vậy mà bây giờ chúng ta bổ túc cái tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Mà chúng ta không bổ túc là do gì mình không nhận thức được Cái pháp môn tịnh độ này thù thắng chỉ có vậy thôi quý vị. Đó. Rồi cái tâm nó tu từ từ nó nhạt nhẽo, dù cho mình ở trong chùa mình tu nhưng mà cái tâm mình nó nhạt nhẽo. Nên mình để mỗi ngày mình nghe gì để mình phát tâm lại, mình phát tâm lại. Có những chú những cô ba mươi mấy bốn chục tuổi, vậy đó mà khi họ tu mấy năm rồi mình nói chuyện với họ, mình thấy rồi. Sao họ tu viết mà cái tâm của họ nó 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 chạy đi đâu vậy chàng? nó không có nhận thức được cái việc mà họ đang làm mỗi ngày bây giờ suy nghĩ là ngày xưa ngoài đời làm cái gì con thằng bồ hoặc con thằng chồng gì mỗi ngày sao rồi cuối cùng tại sao mà phát tâm đi vô chùa tu rồi bây giờ được vô chùa tu ở thời gian dài rồi nó quen nước quen cái đúng ra cứ cái đà vậy mà tiến thôi con đường này đã dọn đi được rồi bây giờ cứ đi thôi vậy mà nó muốn quay đầu lại chàng nó quay đầu lại á nó không chịu ngồi bình tĩnh nó suy nghĩ Nó muốn quay đầu ra lại Mà trong khi ba mươi mấy bốn mươi tuổi rồi Vậy mà Mấy năm chờ tu hành mà nó muốn quay đầu ra lại Kinh khủng như vậy đó Bởi vì quý vị coi mỗi ngày tu Mà mình không chịu bổ túc cái tính nguyện này Vì mình thua rồi Quý vị biết rằng những đức đi tu những đức thấy Tiền xài có hết đó quý vị Mà trong lòng những đức nói Bây giờ xài cái gì vậy những đức cũng không biết có tiền nhiều xài gì cũng không biết luôn chỉ là có tiền rồi để mình làm một số việc gì cho chúng sanh thôi chứ bây giờ ăn nhậu gái gú hay là đi chơi du lịch gì cũng không có dính vô gì hết trơn rồi bây giờ tiền bạc mình xài cái gì bây giờ nhưng mà mỗi ngày sống vô cùng là vui vẻ dù là làm việc cũng vui ở trong phòng một mình cũng vui nói chuyện với anh em cũng vui nói chuyện với mấy cô cũng vui ngồi ăn cơm với đại chúng cũng vui vậy là mỗi ngày vậy là rồi chứ bây giờ quý vị đi tìm cái gì vui ở bên ngoài có nghĩa là tu nó ra được cái tính tâm nó có được cái hương vị của phật pháp rồi mình nhận thức được phật pháp cho mình rồi lớn quá cả đời của mình đội ơn phật đội ơn pháp đội ơn tăng còn chưa hết nữa chứ đừng có nói mà cái tâm mà muốn bỏ đạo vì cái người không hiểu thôi đó mình chỉ cần ngồi tư duy ra những đức ngồi bình tĩnh suy nghĩ như đức nói Trời ngày xưa chưa gặp Phật Pháp Mình là một con sâu rượu Cũng là đi quán bar vũ trường Rồi ăn nhậu nhảy nhót mình đã từng trải qua rồi đó Mà bây giờ mình biết tu rồi Mình có tiền mình không sử dụng những thứ đó Vậy mà bây giờ trong lòng những đức nói rồi ơi, Bây giờ mình sống có hương vị gì đâu Không bị đồng tiền buộc ràng Đây mới là cái hạnh phúc của con người Mình nhận thức được như vậy Tự nhiên mình không có còn một cái cảm giác gì Ngày xưa mong có được chút định tiền bỏ trong túi Bắt đầu là lo cái chuyện chuẩn bị đi chơi Vậy mà tiền bạc bây giờ cầm xài có hết đâu quá trời tiền Vậy mà quý vị biết rằng Không có một cái cảm giác gì với những cuộc chơi đó nữa cả Rõ ràng Phật Pháp lợi ích không quý vị Nó quá lợi ích luôn Tại vì cái pháp vị của mình nó mạnh quá Vậy thì cái việc mà cái niềm vui của thế gian nó đâu có lôi kéo được mình Còn người ta nó không chịu hướng đến pháp vị Mà nó chỉ nghĩ đến cái niềm vui của thế gian nên những đức nói rằng có những người tu nghĩ rằng gia đình của mình bây giờ khá giả. Dù mình tu không được mình cũng chạy về nhà, trời đúng là một ý nghĩ. Nó non kém sao đâu. Dù là hoàng cung của vua Tịnh Phạn đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng còn cái gì mà tồn tại? Thấy tự nhận thức được mà buông sạch. Không chi một gia đình của mình giàu sang cái gì. Quý vị biết rằng có một vị này cúng dường cho hòa thượng xây gần hết cái bệnh viện người ta giàu như vậy đó mà người ta còn làm cái việc trong phật pháp như vậy gia đình mình giàu cái gì rồi mình nhìn cha mẹ mình anh em mình trong gia đình của mình cái giàu của họ thì sao cái giàu cái gì chàng đừng có nói gia đình mình giàu đùa quá ở trong đạo có nhiều người người ta tiền bạc đừng có nói mình ta có suy nghĩ đến cái gì đâu mình thấy mình là đúng là kẻ cùng tử mà mình gặp được bờ bến mà mình đi thối tâm ủ quá quá ủ ừ, nên từ nơi đó mà hàng phật tử khắp nơi nơi mọi vị nhớ rằng chúng ta gặp được phật pháp là gặp được của báo đó quý vị à mình không có giàu cái gì ở cõi đời này đâu chỉ có khẩu gặp phật pháp mình mới giàu thật sự nhớ chỉ có gặp phật pháp mới giàu thôi nhận đức tin 100% gặp Phật pháp mới giàu nó giàu là mình có tiền mà mình không chấp tiền có cổ không chấp cổ có con người bên cạnh mà không chấp nhất vào con người đem tất cả tình thương con người đến với con người nhưng không bị nó buộc ràng đây mới là người giàu thật sự nên hàng phật tử khắp nên nghe nhớ nè phải bổ túc được cái tính nguyện niệm phật này cho chắc mới được đừng bao giờ thành lạc lẽo đi đối với tình độ lạc lẽo nhất định sẽ bỏ tình độ liền không nói chứ nhiều người bỏ tịnh độ là do gì Nó lạc lẽo nó không nhận thức được Cái con đường này đặc biệt Con đường này càng đi mà càng kiên cố tâm Thì càng đặc biệt Phải nhớ đó Đại chúng trong chùa hay là đại chúng bên ngoài gì cũng vậy nhớ đó Phải kiên cố cái tâm mình đối với Pháp môn tịnh độ này Đối với câu an với Đạo Phật đi Các quý vị sẽ thấy rằng quý vị là người Quá hạnh phúc Nó không bị một cái gì buộc ràng hết là quá hạnh phúc rồi Mỗi ngày có làm cực cỡ nào cũng không thấy cực Vì mình nhận thức được Bây giờ mình làm cực trong Phật pháp còn hơn là mình mỗi ngày ở ngoài đời mình làm cực đối với chồng với vợ với con mình rồi cuối cùng mình chết mình không có phương hướng gì hết. Còn bây giờ một số người ngoài đời có vợ có chồng thì quý vị làm hết trách nhiệm mình thôi. Áp dụng Phật pháp mình có con đường mình đi. Mình làm tròn trách nhiệm làm vợ làm chồng làm con cho đàng hoàng rồi mình đừng có chấp nhất vào cái việc gia đình nặng nề cái đó. Mà mình mỗi ngày là tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Vậy thì cái cuộc sống hiện tại vì đang sống cũng đặc biệt Còn cái người trong chùa thì quá phước lớn rồi Nó không bị những thứ này ràng buộc Vậy mà nó muốn chạy ra ngoài là mình thua rồi Không nhận thức được Phật Pháp, Pháp gì cả Vậy thì làm sao mà tu học cả đời được quý vị Phải nhận thức Phật Pháp được thì làm sao bỏ Quý vị phải nhớ nè Cái niềm vui mà khi mình học Phật mà mình có được Nó mới là niềm vui viên mãn Còn cái niềm vui ở thế gian nhất định Nó không phải là giúp cho chúng ta bình an đâu Vì cái niềm vui của thế gian nó sợ bị lấy cắp Nên mình thường lo âu khi có nó lắm Quý vị phải nhớ đó. đó. Những đức, đức cảm giác được Phật Pháp này tuyệt vời mà Cảm giác được cái lời dạy của Thầy và Thượng Tịnh Không nói Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người quý vị Rõ ràng Một trăm phần trăm Nó phải phát những nguyện cho chắc chắn Nên hôm nay chúng ta học đến đây quý vị Ai Di Đạo Phật nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về thịnh độ